Xin chào các em, chào mừng toàn thể các em đã đến với cửa hàng em Tùng Audio. Ngày hôm nay thì tiếp tục lên sóng giọng vang lấy có tích FX80 Luxury phù em khách hàng nhá. Đây là một trong những mẫu sản phẩm và cơ số rất là chất lượng về cửa hàng em. Giá thì vẫn đang sạc khuyến mại hơn 1 triệu đồng một con thôi, nhưng mà thật sự em này là một trong dòng vang hay, dòng vang chất lượng và thiết kế giao diện rất đẹp để anh em mình nâng cấp giảm máy thành gia đình. Các bác đang có những mẫu sản phẩm như là công suất cũng đẩy rồi, chúng ta đang có âm ly rồi, chúng ta đang còn thiếu đi một cái chế độ âm thanh vang nhẹ ngọt ngào để hỗ trợ giọng hát, thì đây sẽ là sự lựa chọn hết sức là hoàn hảo phù anh em. Một trong những dòng vang cơ lai số hàng chuyên nghiệp luôn các bác, đầy đủ tính năng, dễ dàng sử dụng, thao tác tinh chỉnh trên máy thôi. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng em mang đến cho anh em khách hàng để anh em mình có thể nâng cấp và bộ dàn máy âm thanh gia đình, mang lại cho anh em sự trải nghiệm hóa gia đình âm thanh chuyên nghiệp ngọt ngào nhất. Và cùng anh em kiểm tra mẫu sản phẩm vang lệnh có tích FX80 Luxury trên video ngày hôm nay các bác nhá. Đầu tiên là về thiết kế giao diện này, cùng em Tùng đi tìm hiểu xem cái dòng vang này có tính năng gì, âm thanh như thế nào, cách sử dụng ra sao. Đấy, các bác hãy đón xem những video tiếp theo của em với những dòng vang chất lượng, đặc biệt là với FX80 Luxury. Và ngày hôm nay thì em sẽ cùng anh em tìm hiểu là chúng ta sẽ có một cái phiên bản phay nhôm màu đen size 1.5U đến từ FX80 Luxury, tức là nó sẽ dày dặn hơn so với những phiên bản vang thông thường, ít nhất là gần dày gấp rưỡi rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc màn hình rất lớn, siêu lớn luôn các bạn, so với tất cả các dòng vang mà em từng review, thì đây em thấy được một cái con vang thiết kế mặt màn hình để nó dài, nó to này. Đấy, bên góc tay trái sẽ là các chế độ lấy tín hiệu cung cấp nhạc, anh em cấp nhạc qua cái đường cổng USB cộng quang bluetooth đường ống chống đỏ truyền thống, lấy tín hiệu nhạc, cấp nhạc từ TV, máy tính, điện thoại di động. Chúng ta sẽ có các phím âm lượng để anh em mình chỉnh âm thanh phía dưới, để anh em mình có thể điều chỉnh các tính năng, và có thêm chiếc mặt màn hình rất đẹp, màn hình nét, nên chúng ta lấy tín hiệu nhạc vào nó sẽ chuyển thành chế độ giải đèn nét, và các cái chế độ âm lượng tổng mix effect nhạc sub hay nó sẽ hiển thị ngay một hiệu số trên màn hình để anh em biết các thông số kỹ thuật và đang sử dụng ở chế độ bao nhiêu. Đấy, và các phần tính năng tinh chỉnh âm thanh chúng ta sẽ chỉnh được rất là chi tiết và cụ thể với giải âm thanh của Echo, bao gồm delay và repeat cho giải vang nhạc, các hiệu ứng âm thanh của reverb như reverb time, reverb âm lượng tổng, cắt tần số cao reverb, các giải bass chép của effect EQ, bass chép phần mix, bass chép phần nhạc, chịu quát sub, tất cả tính năng chỉnh cơ đây em sẽ hỗ trợ setup cũng như là cài đặt trước cho anh em. Các nhận hàng về chỉ cần bạn cho em đúng 3 phím setup âm lượng tổng thôi, đó chính là mix, effect tổng vang nhạc và âm lượng tổng nhạc, 3 phím setup âm lượng nằm ngay góc tay phải, thiết kế kim loại rất đẹp, các tăng hoặc giảm, tăng bên phải giảm bên trái cho em thôi, nên tức âm thanh nó sẽ thay đổi theo cách tinh chỉnh của anh em. Ta sẽ có thêm một chiếc điều khiển thông minh, và dòng này có sử dụng tới 5 cấp độ chống hú nữa, tăng khả năng chống hú cực kỳ tốt trên dàn máy âm thanh. Mô vang cơ lai số, về cái điểm mà em rất là thích ở trên dòng vang cơ lai số đó chính là chúng ta có thể tự mình tinh chỉnh âm thanh theo sở thích riêng của mình, và không cần phải chỉnh qua phần mềm máy tính phức tạp. Và hiện nay thì những cái dòng vang cơ lai số ấy, cái chất âm nó không hề kém cạnh vang số một chút nào cả, nhiều dòng đấy nó có khả năng là âm thanh nó còn đạt đến độ vang số rồi đấy, mà chúng ta chỉnh làm sao để cho hay cho tốt rồi đấy. Và các cái tính năng này thì đương nhiên chúng em sẽ hỗ trợ setup cũng như là cài đặt trước cho anh em. Đa phần anh em mình sử dụng vang số lâu lắm rồi thì nhiều khi là các bác đã thay đổi bộ dàn, các bác lại phải đi setup lại đấy, thậm chí là phải thuê thợ về, mỗi lần tinh chỉnh rất là mất nhiều thời gian và mất nhiều công sức tiền bạc. Nên là khi mà chúng ta mua vang cơ về dễ dàng tinh chỉnh âm thanh, nó cũng mang lại cho anh em cái độ lịnh tiếng hát rất là hay đấy. Và cái dòng vang này thì được rất nhiều anh em lựa chọn sử dụng, đánh giá rất cao rồi, chúng ta hoàn toàn yên tâm nhé. Phía mặt sau chúng ta sẽ có gì ạ, các cái đường cổng kết nối các thiết bị âm thanh, chúng ta có thể ghép nối với loa phun, ghép nối loa sub qua đường cổng ca lông, ghép nối thêm các cái đường cổng kết nối tín hiệu anh em cấp nhạc đấy, sử dụng đường dây AV đều được cả. Chúng em hỗ trợ tặng một đôi dây ca lông kết nối các thiết bị âm thanh, và sẽ hướng dẫn luôn cho anh em khi chúng ta nhận hàng về mà chưa biết cách kết nối vào các thiết bị âm thanh như âm đi cục đẩy, em gọi điện hướng dẫn trực tiếp để anh em kết nối nhé. Và là thiết kế ở đằng sau chúng ta sẽ có thêm hai cái đường cổng cắm mic em, cắm mic dây, mic không dây. Còn bây giờ thì cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm chút chất âm của dòng vang cơ lai số rất là hot bên nào cửa hàng em nào Tùng Audio, đó là dòng vang led cổng tích FX80 Luxury. Và ở đây thì em có sử dụng một bộ mic dây rẻ tiền, em cắm trực tiếp vào cổng phía mặt sau, và mời các bác anh em lắp tai nghe vào và trải nghiệm chút chất âm đến từ dòng vang cơ lai số led cổng tích FX80 Luxury nhá. 1 2 3 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 7 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
lời tốt, thoát tiếng tốt, âm thanh ngọt ngào, bay bổng, dễ hát cho giải âm thanh echo. Radiverb sắc nét, bass trung treble mang lại cho anh em sự hiệu quả trong từng lời ca tiếng hát. Âm thanh thoát tiếng tốt, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng, đó là những gì mà Legotic FX80 Luxury mang lại cho anh em tiêu dùng. Khi chúng ta nâng cấp và dàn máy âm thanh gia đình, đây là một trong những mẫu sản phẩm vang cơ số quá hay và chất lượng của anh em. Nếu các anh em đang có nhu cầu mua vang nâng cấp và dàn máy âm thanh, hoặc có thể tham khảo ngay đến phiên bản Legotic FX80 Luxury, một sản phẩm vang cơ số đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất đặc biệt tại cửa hàng Apple Audio, hơn triệu đồng thôi, bao phí ship tận nơi tận nhà, nhận hàng, kiểm tra thử hàng và thanh toán sau. Video của em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo của Apple Audio nhá. Xin chào các bác.